ra lấy nước kìa uống Thế ơi. Đi con ra đây con. Hồng Lâu với mọi người cho nhiều lắm nè, mấy người này ta cũng cho cũng nhiều lắm nè. Thôi chủ yếu ra quay thôi chứ không ôm hung đâu con ơi. Mày làm với tao. Rửa nhà mình luộc cua nhậu hả? Chưa xuống, chưa xuống. À, đồ của tôi chưa xuống tới. Mới có mấy người này nè. Hồng Loan chưa xuống. Hồng Loan chưa xuống. Cái này cũng hình như đi riêng rồi chứ không phải đi chung. Hai bên, hai nhóm nữa. Ok cục vàng, em phải ôm Hồng Loan cái mới chịu nghe. Hồng Loan xuống cho nước nè, ra đây chơi vui lắm, đông lắm. Hồng Loan, Linh Tý, Bích Trâm mà chưa xuống tới, chút xíu nữa. Có Linh Tý, có Bích Trâm luôn. Không, Bích Trâm mà diễn viên á. Mình không có đi lấy nước mà mình ra mình gặp idol với gặp thần tượng của mình. Không ôm cũng được phải không? Ông ngoài xã mình là khai chạy ra đi. Hồi nãy tao đi ngang tao nhìn tao kiếm mày, tao hú không thấy mày đâu rừng tao chạy ra đi luôn. Ra đi cưng. Người ta cho nước á. Phải không? Sao ngoài đẹp trai như vậy? Không. Tâm xì bố. Đâu có, chị đâu có nhìn mặt đâu. Mấy bữa gì đâu coi mà đâu nhìn mặt. Đây, tâm xì bố với cả nhà. Hay là quay thấy Hồng Loan đó nha. Còn kênh của Thảo nữa. Dạ đây em. Phải không? Đây 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 kênh của Thảo đây. Chị may vỏ. Vô bình luận. Bình luận nhiều lắm. Nói chung bình luận với chửi tụi kênh kênh á. Chửi quá thì chửi. Chửi quá thì chửi luôn. Qua cũng vô nước em mình là em chữa nó quá xài luôn. Qua đây lu bô chị không có vô, qua đây lu bô chị không có vô, không có coi mà nó lúc nó làm nó ảo cửa không lại em sớm hết nha. Ừ. Chạy quá. Mà mình chửi quá chửi cái nó nhiều khi nó cũng báo cáo Facebook mình nữa đó. Nó báo ừ. Đây đây kênh của Thảo đây nè, rồi đây Tâm Sự Phố hả? Hồng Loan thường xuống tới chưa em? Nhớ nghe không được quay xe nha. Có nào gọi không được quay xe nha. Vui ghê. Mới chạy ra luôn hả? Ừ. Thì không biết vừa về em chạy ra liền á. Cười tôi nghiệp những cái bà thay đồ mà đánh sâu đánh phấn thì mày chạy ra đi, tao không có đánh sâu đánh phấn gì hết trơn, vậy đi à. Đến là mọi người này cũng trung thành nên xuống tới chỗ luôn em, vui bọn. À không em, mà giỏ có chuyện quá giấu. Thử về. Ờ mày sao cái Facebook của mình nó bấm hết bấm số điện thoại thì chị thử ra không? Mai giỏi cái hình con nít. Không thấy chị không thấy. Vậy cho em coi có mấy giờ rồi 9 giờ rồi. Có luôn không thấy tin không có thấy không có luôn. Chị mở ra em coi cái thời chị đang like đúng không? Like còn like không? Còn còn. Thank you.
ra lấy nước gì uống Thế ơi. Đi con ra đây con. Hồng Lâu với mọi người cho nhiều lắm nè, mấy người này ta cũng cho cũng nhiều lắm nè. Thôi chủ yếu là quay thôi chứ không ôm hung đâu con ơi. Mày làm như tao. Rửa nhà mình luộc cua nhậu hả? chưa xuống. À đồ của tôi chưa xuống tới. Mới có mấy người này nè. Hồng Loan chưa xuống. Cái này cũng hình như đi riêng rồi chứ không phải đi chung. Hai bên, hai nhóm nữa. Ok cục vàng, em phải ôm Hồng Loan cái mới chịu nghe. Hồng Loan xuống cho nước nè, ra đây chơi vui lắm, đông lắm. Hồng Loan, Linh Tí, Bích Trâm mà chưa xuống tới, chút xíu nữa. Có Linh Tí, có Bích Trâm luôn. Không, Bích Trâm mà diễn viên á. Mình không có đi lấy nước mà mình ra mình gặp idol với gặp thần tượng của mình. Không ôm cũng được phải không? Ở ngoài xã mình là khai chạy ra đi. Hồi nãy tao đi ngang tao nhìn tao kiếm mày, tao hú mà không thấy mày đâu rồi, tao chạy ra đi luôn. Ra đi cưng. Người ta cho nước á. Phải không? Sao ngoài đẹp trai như vậy? Không. Tâm xì bố.